Một thiếu nữ xinh đẹp ở trên một cái nhà hoang của chú anh chị. Đây là một khu nhà hoang. Cuộc sống hàng ngày của em là đi lượm ve chai và những chai nước để mà bán kiếm đồ ăn qua ngày. Và em che một cái miếng video như thế này để mà che nắng vào những cái lúc mà mệt mỏi thì em vô đây để nằm ngủ như thế này. Cô chú anh chị thấy một câu chuyện rất là cảm động của một thiếu nữ đang tuổi phơi phới, đang tuổi xuân mà lại đi hoang, đi bụi như thế này. Và đặc biệt em là một thiếu nữ rất là trẻ trung và xinh đẹp và có tiềm năng rất là lớn. Và giờ đây á, thì em đang ở bụi như thế này. Cô chú anh chị và các bạn cùng với em sẽ tìm hiểu rõ về cái mẫu chuyện của em gái xinh đẹp ở bụi nơi một cái nhà quan như thế này, không có người lui tới và những cái bất cập bên ngoài rất là nhiều luôn. Cô chú anh chị và các bạn cùng với em sẽ gặp em gái ở nhà quan ở bụi và công việc sinh hoạt hàng ngày của em rất là bất tiện. Và nơi đây thì em phải tắm dưới sông và lên thay quần áo như thế này. Một nơi quang quắng như thế này thì không biết em có ai để mà cùng với em để trải qua cái cuộc sinh hoạt cuộc sống hay không. Thì nơi một cái nhà hoang âm u và u tối như thế này lại có một cô gái trẻ xinh đẹp đang sinh sống tại đây của quý vị. Và nếu em dâng những cái tấm bạc và những tấm video khi mà trời nắng, khi mà em đi nhặt cái chai thì em sẽ gom lại để một góc nào đó để không thôi là sợ một cái người nào đón lại để mà lấy của em đi thì em không còn cái gì nữa. Tài sản quý giá nhất của em chính là một con gấu và một tấm bạc như thế này để mà chạy qua đêm cùng với em, cô chú anh chị. Đây là một cái khu nhà quan và nơi đây là một cái nơi mà không có người lui tới luôn, cô chú anh chị. Em đến đây thì hầu như là những cái sự lạnh và quang vắng đã làm nổi óc cục cả chính bản thân em luôn. Là thấy cưng bên ngoài ha, trong gầm cầu, chủ yếu là chia sẻ để tìm hiểu như là có giúp được cái gì giúp trong tầm tay của anh em đó. Thì hồi tối này đó thì anh em là cũng hỗ trợ cho cưng, nói chung là cũng đi tìm cưng đó để mua sắm quần áo. Sau đó thì coi cưng như thế nào nữa để phiên cưng để về nhà. Chứ không thể nào cưng ở bờ, ở bụi hoài, điều đó không tốt. Dạ, em chưa có về đâu. Em chưa có muốn về đâu. Rồi sáng giờ ăn uống gì chưa? Dạ, rồi. Rồi sao mình không ở nơi đó nữa, hay là mình về quê đi, mình đi lang thang hoài gì trên? Chi. Dạ, chi. Em tên Chi mà Nguyễn có kêu em tên Hoàng. Buồn gia đình mình đi gì đó ha. Dạ. Rồi cái chuyện đó mình khó nói hay sao? Khó nói lắm mình. Thì anh em cũng đến đây ha, cũng chia sẻ lại ha. Cũng thuyết phục để mà phiên bảo cưng thôi, chứ anh đâu có biết giúp việc cưng như thế nào đâu. Dạ. Hiện tại bây giờ nếu mà cưng chịu về quê thì tụi anh hỗ trợ cho về quê. Nếu mà ở đây thì làm ăn ở đây á, bán số thì đây anh hỗ trợ cho bán số, cho là tùy cưng thôi. Dạ em muốn ở đây chứ em chưa có về. Theo như cưng vậy là cưng xác định là ở đây. Dạ. Vậy là hôm 2-3 bữa trước mấy anh gặp là tức là ấy đó ha. Là lúc đó là em đang nóng giận hay là bằng buồn bực gì em nói hơi lố về người mẹ người cha của em phải không? Em đang nóng giận, đang bực tức với lại đủ chuyện. Bị đạo cực nhiều, chết ha, bị khủng bố. Mình mới nói lung tung, nói hơi lố với cha với mẹ em. Nên cha với mẹ có gì hả cho con xin lỗi cha mẹ, con lỡ nói hơi lố. Nhưng cuộc sống của cha của em với mẹ em cũng vẫn tốt đẹp bình thường ha. Dạ. Tại đôi lúc hồi xưa giờ cũng có những chuyện này chuyện kia là em mới ra đi, bỏ nhà đi. Chắc có lẽ là lý do là cưng ở bên ngoài đó, như là chiều khi đó ở ngủ bờ ngủ bụi thân gái đó. Dạ. Cũng có nhiều người cũng như là gần gặp cưng thì lúc đó thì cái suy nghĩ của cưng chao đảo phải không? Dạ, nhiều cái áp lực của với em quá nên em mới suy nghĩ nên nói là cưng nói hơi lố. Đó thì mọi người cũng thấy một cái clip này ha, cái clip trước là anh em chỉ là ngẫu nhiên
để mà tìm hiểu, để mà chia sẻ, sau đó thì tìm hiểu sau đó. Thì hôm nay là được người nhà để mà nói là tìm cưng đó, để mà đính chính lại sự việc. Cưng nói là không có đúng sự thật. Vậy là tối này là coi được clip là gặp em Chi rồi, mẹ của em Chi điện cho em liền ha. Nghe nói là kêu kiếm em Chi để đính chính lại. Nghe nói là người nhà cưng là có nhà có cửa ở đàng hoàng đó, đúng dạ, không Chi? Có, nhưng mà em không muốn về, tại vì em buồn chán nên em không muốn về. Về nhà lại nhiều chuyện nên em không có về. Đi đâu cũng phải là về quê hương, về gia đình của mình là trên hết em ơi. Cố gắng đi. Em chưa muốn về mấy anh ơi. Rồi về xuống đây ở được mấy ngày rồi? Dạ 2 ngày. Tức là ở dốc cầu đó là cũng như là bị người ta đuổi đổ ha. Dạ. Rồi ở đây 2 ngày. Căn nhà ở như thế này nó hết tràn. Cái nào mọi người ơi. Chè cái này giống như nhà quan rồi. Cái miếng video. Miếng giải, giải tạm bợ như thế này ha. Là cái miếng này là bữa trước là ở trong dầm cầu là em để đất đó hả? Dạ đúng rồi, cái tấm này của em đem heo á, với lại con thế ti của em đó nè. Gấu đem heo đó hả? Dạ, em đâu có bỏ mấy bạn của em được đâu. Con mấy thằng nó lên tầm bậy hay. Trời ơi, vậy là tối ngủ hết đêm ở đây rồi. Dạ. Thôi bây giờ cũng nghe lại mấy anh thì thôi bây giờ còn nhớ số điện thoại mẹ không? Dạ không. Chịu điện thoại mẹ không? Không. Nếu điện thì em Nguyễn sẽ điện cho nói chuyện. Sao nói chuyện với mẹ không? Để cho nó xin lỗi mẹ đi, điện thoại nói chuyện xin lỗi mẹ đi. Mẹ nói chuyện nó tốt hơn. Hơn là tụi anh, tại vì tụi anh chỉ là người chia sẻ thôi. Ừ, đâu có biết gì đâu. Thôi bây giờ em cũng nhắn gửi lại với mẹ của em lại một lần nữa đi. Làm sao em nói để cho mẹ của em mát bụng. Chứ mình lỡ lời mà mình nói vậy thì mẹ nghe cũng buồn lắm. Mẹ ơi, cho con bé Chi xin lỗi mẹ. Chỉ là con lỡ lời nói với mẹ. Chỉ là mẹ đừng mà tha thứ cho con. Với lại con mốt con không nói như vậy nữa. Mẹ có buồn giận con. Với lại con xin lỗi mẹ cho con hơi lỡ lời nói với người cha mẹ. Nữa phải không? Với là con lỡ nói với người cha nữa. Mẹ với cha tha thứ cho con. Cho con như thế nào đó, con không được như là rồi với lại con không được bình tĩnh, với lại con cũng rất là nhiều lần nên cha mẹ không cảm với con nên cho con xin lỗi cha với mẹ. Rồi tối là mẹ của em Chi này có kêu em Nguyễn cái đầu là kêu đi về khuyên cái đầu chưa? Chỉ là nói là cũng bé này nè, nó ngỗ nghịch lắm, mẹ nó nói gì đó. Nó không nghe đâu, khi cũng đi kêu kim về nhà hoài mà nó không kêu về nhà. Mà nói chừng nào ấy rồi bà dặn dỗi, bà nói chung là bà bỏ liều luôn đó. Tại có phiên em Chi hoài mà em Chi không chịu về phải không? Em không về đâu, em biết cái tính em rồi. Nói chung là em với mẹ không có với lại em nhiều chuyện bừng bực lắm. Nhưng mà mấy ngày trước á là có nghe em tâm sự á, là nói mẹ em thương em dữ lắm mà đâu có bỏ em đâu, mà sao em không chịu về? Em muốn về chứ muốn về được. Bởi vì cái chuyện gì cũng khó nói, nói chung là anh cũng không có biết được như thế nào. Anh chỉ chia sẻ đến chính lại thôi, sự việc giữa cưng và mẹ cưng vừa hôm qua cưng nói cha em gì đó. Cho em gửi lời cho anh bữa xin lỗi mẹ. Cưng ngủ bên ngoài gì là nói chung là cũng nhiều cái tình huống nó xấu đó, thì cưng lo liệu sắp tới như thế nào, không lẽ cũng đi lang thang hoài sao chị? Dạ. Mẹ đi lang thang hoài sao? Dạ em định là kiếm cái gì là bán giấy số. Chịu bán giấy số không? Dạ chịu. Thiệt không? Dạ thiệt. Nếu chịu thì mấy anh sẽ giúp đỡ cho em bán giấy số. Từ cái đồng tiền có, toàn đồng tiền bán giấy số. Em để dành em tích lũy để trả tiền nhà trọ hàng tháng. Chịu không? Nếu mà vậy thì bước đầu tiên thì có thể mấy anh em mình giúp cho em ấy có chỗ ở, là muốn một cái nhà trọ nào đó trả tiền hàng tháng. Sao bé này nó không giấy tờ. Thì có lẽ là anh em tính sao đi. Nói chung là mới quá mà không biết bé này như thế nào. Cũng từ từ đi ha. Nói chung là hôm nay là
tìm hồi sớm tới giờ đó thì thấy con bé này nó sống bờ bụi, thì ấy giờ cũng quen rồi, nó không chịu về nhà, nhưng mà không biết nguyên nhân gì mà nó sống bờ bụi như thế này. Thì trước mắt mình thấy, trước mắt mình giúp vậy thôi chứ mình giúp sao giờ. Chứ không lẽ ở bờ bụi gì rồi đi nhặt ve chai sống sao? Đó giờ nhặt cũng 2-3 tháng hả? Rồi cái cảnh mà có khi nào mà một ngày nào đó em không đụng được ve chai mà nhịn đói nguyên ngày không em? Dạ có. Trời ơi. Có khi 3 ngày, có khi 4 ngày. Tội vậy. Mình ra ngoài sống khổ cực như nè, tại sao mình không có nhờ người thân hay là gia đình gì đó mình? Với lại em thích sống ở ngoài nhưng mà em không có muốn ở sống tự lập hơn hả? Dạ, riêng tư hả? Tự lập tự riêng hả? Nè, nếu muốn tự lập tự riêng với em không, cũng không phải còn nhỏ, mình 26 tuổi rồi. Dạ. Do đó cố gắng phấn đấu mình kiếm cái việc làm ổn định để mình mướn nhà trọ, mình làm có tiền thì mình mướn nhà trọ mình ở, tự một mình sinh hoạt sẽ tốt đẹp hơn. Còn thân em con gái mà đi ra đường ở như thế này, tất cả bà con cô bác ở bên ngoài người ta nhìn qua, người ta đánh giá mình cái này cái nọ, em hiểu không? Cố gắng phấn đấu lên. Nếu mà để cho mẹ em không phiền lòng gì em nữa thì một mình em phấn đấu làm ăn kiếm tiền, có một ngày nào đó em gửi tiền về cho mẹ các em thì mẹ em sẽ vui vẻ với em nữa. Với lại em không muốn cho mẹ cực khổ vì em, với lại em muốn tự lập. Tự lập thì mình cũng phải kiếm việc làm chứ, em đâu có phải đi ở bụi gì hoài. Không Nguyễn, không phải làm kiếm tiền, em muốn nhà trọ bây giờ giá có tầm khoảng 1 triệu trở lại, thì em bán vé số hay là em làm việc gì đó thì tháng kiếm mấy triệu bạc thì nói chung là cũng ok rồi. Là để mới là không biết bán được như thế nào không đó nha. Quan trọng cái chỗ đó là nói thì nói được nữa. Hay là một tiếp viên của quán cà phê nào đó để mình kiếm 1 tháng 4-5 triệu. Dạ không, em thích bán số hơn. Ôi toán số à. Cô gái xinh đẹp thích thoải mái hơn ha. Em thích thoải mái tự nhiên. Bây giờ Nguyễn có cái đại lý công ty nào với số không? Quen biết không? Để bây giờ mấy anh em mình chắc có thể là sắp xếp cho em mấy bán lần đầu tiên là 50 tờ thôi, rồi từ từ bán được thì lên 100. Tính đi chứ sao giờ. Hiện tại bây giờ cái chỗ này là không biết bé này nó ở được bao nhiêu ngày nữa nè. Chúng đuổi nữa, tại vì ở đây này là ta đâu có cho ở. Đúng rồi, mấy cái nhà tạm tạm thôi chứ đâu có chợ ở cố định. Bữa hôm nọ em cầu là bị đuổi không? Bị đuổi, nói chung là đuổi 2 ngày nay rồi. Ủa em mà em đến đây mà ở gì là tắm rửa sinh hoạt đồ sao? Xuống sông tắm hả? Dạ, bên đây có sông. Trời ơi. Sông tắm hả? Rồi lên đây thay đồ vậy luôn. Dạ. Rồi không sợ người ta sao? Dạ. Tại vì ở đây nó không có ai để ý luôn. Giờ cho anh hỏi đi, Cưng đi từ ấy giờ là ra ngoài bờ bụi nè, sống nè, được bao nhiêu chỗ rồi? Dạ em ở 5 chỗ rồi. 5 chỗ rồi ha. Dạ. Cái chỗ nào theo như cảm nhận của Cưng đó, anh như là nói chơi cho vui thôi, có chỗ nào ý nghĩa đối với Cưng không? Chỗ nào ở được lâu nhiều nhất ngày không? Dạ không. Dạ cũng có chỗ nào mà để em ở lâu nhất nữa là chỗ cũ á, chỗ cũ nó ấm ha. Dạ. Em ha, cái gầm cầu á hả? Tại vì cái chỗ mà mình đi ở bụi gầm cầu chỗ này chỗ kia thì không có chỗ nào ở bền được. Dạ. Em phải gán làm kiếm tiền để có nhà trọ thì mới ngon thôi. Đúng là hồng nhan thì bạc phận ha, thường thường là hồng nhan thì bạc chịu ha, bạc chịu. Lần này hồng nhan thì bạc khổ quá chừng à. Sau này tụi anh chia sẻ lên quý vị đi, có những cái anh đẹp trai hay là ở nước ngoài gì đó ngỏ ý hỏi chi làm sao. Rồi có rồi, để anh nói Nguyễn. Có một người nhắn tin là nói là thấy em gì thấy rất là tội nghiệp, muốn là cho số điện thoại và anh này làm một tháng cũng được 10 triệu là muốn nuôi em. Không, nhưng mà em chỉ thích anh Toàn thôi. Ôi ôi. Ôi ôi. Chuyện luôn. Đấy còn chuyện nữa. Chuyện luôn Toàn. Thôi anh Toàn là anh em đi chung đây là vui chơi giỡn với em thôi, chứ em thích cũng đâu có được đâu. Cái gì thì nó cũng dạ. Có cái duyên ha. Dạ. Trước mắt là em lo cái bổn phận của em là người con gái cố gắng kiếm chỗ ở nè. Dạ. Để từ từ kiếm đường đi Nguyễn ơi. Anh em mình coi như thế nào, kiếm chỗ ghế đỡ chứ sao giờ. Tạm thời như vậy mình đâu biết giúp sao giờ. Mình thấy là trước mắt là như vậy, hai cái video anh em chia sẻ lên
đó thì mẹ gia đình điện tới bởi vì cũng nói là con bé này không sự thật nữa, không biết mình giúp làm sao, mình thấy trước mắt mình giúp thôi. Bây giờ có cái hướng này nè, là Nguyễn sẽ biết số điện thoại của mẹ phải không? Ừ. Để chắc trưa chắc chiều gì đó Nguyễn sẽ điện lại hỏi ý kiến của người mẹ là em ấy không chịu đi về như vậy đó, thì em ấy muốn ở bán vé số hay là gì đó, thì hỏi ý kiến của người mẹ của em Chi như thế nào. Ừ. Rồi nếu mà người mẹ chấp nhận được á, nếu mà cho em Chi đi bán vé số và đi mướn nhà trọ ở, thì có thể là mình đứng ra mình đi mướn giùm, gửi giấy tờ vô. Ừ. Ừ. Chứ bây giờ thân của em ấy là giấy tờ gì không còn hết, do đó được, là làm sao mà cũng khó lòng lắm mà mướn được. Chi giờ không có giấy tờ luôn hả Chi? Dạ có giấy tờ mà ba mẹ em giữ nhà. Trời ơi, đi không đem giấy tờ rồi thấy nghe nói là em có đứa con 7 tuổi 6 tuổi gì đó phải không Chi? Dạ đúng. Trời ơi, lúc đó là có chồng hồi nào? Dạ em có con chứ chưa có chồng. Mẹ cưng nói là cưng sanh ra là để cho mẹ nuôi không đó. Đó là em có con lúc mấy tuổi? Em có con lúc đó 19 tuổi. Đó là quen hay là không đám cưới hả? Dạ quen mà không có đám cưới. Rồi sanh ra rồi em để cho mẹ em nuôi luôn? Dạ. Hàng ơi, rồi có chu cấp tiền bạc lúc đó gì không cho mẹ? Dạ, không? Có chu cấp cho mẹ nhưng mà mẹ quên. Chứ em có gửi, ngày nào cũng gửi cho mẹ. Mà em đi bụi gì là cũng lâu rồi. Dạ. Mỗi mấy tháng hay là lâu rồi? Tháng mấy rồi? Tháng mấy phải không? À, vậy là lúc trước em vẫn ở nhà ha, vẫn đi làm cũng như mới buồn đây thôi. Thôi bây giờ mình đi cũng một tháng mấy lâu rồi em ơi, không nhớ con sao? Em đi cũng nói chung mà em đi cũng 8 năm rồi, đi ở chỗ này chỗ kia rồi. À, mà vẫn đi về với mẹ ha. Cái nói mẹ dạ, cứ nói là cứ đi nhiều nơi lắm. Dạ. Ở Vũng Tàu có nè. Dạ. À, ngoài Đồng Nai có nè. Dạ. Đó, lúc đó con đi đó cũng là công việc hay là con đi đâu? Đi bán phụ quán cà phê đồ này nọ, mẹ em biết mà. Và sau sự việc đó có cưng đó là cưng buồn chuyện gì đó, nói chung là anh không có xen thâu quá nha, tại vì dạ. Hôm qua là đã đụng chạm rồi. Dạ. Cái chuyện gia đình của cưng anh tạm gác qua bên ha. Dạ, với lại xin lỗi mẹ. Mẹ ơi cho con xin lỗi mẹ nha, con không muốn con không nói mẹ như vậy nữa, tại vì con hơi lố. Rồi bây giờ nè, em xin lỗi cho mẹ em không cũng không có được nữa. Mà em phải thể hiện làm sao cái lời nói của em để cho mẹ em yên tâm là em đi ra ngoài, em vẫn sống tốt, vẫn sống tốt đẹp để kiếm tiền sau này gửi về cho mẹ để chăm sóc con của em nữa. Chứ bây giờ em chỉ hứa với mẹ là xin lỗi qua cái lời nói đó. Còn cái hành động của em đang ở bờ ở bụi như thế này nè, mà em không có cố gắng để phấn đấu lên á, thì mẹ em nhìn thấy được sẽ càng buồn thêm nữa. Cẳng có mấy anh và mẹ của em có khi xem qua những cái clip này coi thì em nói như thế nào và quyết tâm làm như thế nào. Mấy anh là người đứng bên ngoài có thể là hỗ trợ cho em cái hướng tương lai của em để sống khỏe, có tiền bạc để lo ăn uống rồi chỗ ở rồi nuôi con cái. Con sẽ cố gắng, con chạy cương chạy lên rồi con sẽ kiếm một công việc làm ổn định nhà ngọ, con sẽ cố gắng tự lập mình cho cha mẹ vui. Cố gắng sống tốt nha không? Dạ. Nói chung là ở đây là anh em là cũng chỉ là cũng cố gắng để mà hướng dẫn cho cưng cái điều tốt thôi, đúng không? Cũng khuyên cưng nhiều lần rồi, cũng về nhà. Đó thì cưng cũng nói là thích sống bên ngoài chứ không có về nhà. Đó là tôn trọng cưng thôi, anh là người ngoài, không biết khuyên sao giờ, chỉ khuyên về nhà thôi mà cưng chịu về thôi. Chuyện đó thì cái chuyện gia đình của cưng ha. Dạ. Ừ. Dạ, em cảm ơn mấy anh. Rồi gắng nha. Dạ. Rồi bữa nay là có đi lượm bọc không? Hôm qua giờ có đi lượm không? Dạ, hôm qua có. Sáng giờ chưa ha? Dạ. Rồi chuyến này sáng giờ chạy đi vòng mới gặp nó không vậy? Ừ. Thằng ở trời tự với kia giờ con có đi lượm không? Cho tụi anh đi theo với coi. Dạ có. Trời ơi. Thì chắc có lẽ là anh em sẽ theo em đoạn ha, coi cưng sinh hoạt đó, cưng cuộc sống của cưng đó. À, mỗi ngày là nhờ những cái chai nhựa để mà kiếm cơm ăn đó, thì cũng rất là tội nghiệp ha. Không biết cuộc sống sắp tới cưng ra sao như thế nào, chủ yếu là tụi anh chủ yếu là đến đây để mà chia sẻ cho em phần nào thôi ha. Rồi lượm bằng cái bao đó hả? Rồi dạ. cái bọc đen kia đâu rồi? Dạ cái bọc đen em bán rồi. Bán được nhiêu? Dạ bán được 30 ngàn. Trời ơi, đã quá ta ơi. 30 ngàn.
Bữa trước là mình thấy cái bao này với cái bọc đen phế liệu. Là chút xíu thì lụm bằng cái bao này. Dạ. À, tay chân gì đâu mới lụm dây chai hay gì mà tay qua mới lụm không vậy? Đồng Nguyễn bữa hôm qua mua được cái áo cho em ấy đó hả? Cái áo này mượn hay gì mượn đó phải không? Dạ, nghe nói cho. Bây giờ là trên người là bây giờ là không còn chưa đồ, có mua ha, chưa có đi mua kịp ha. Bây giờ là chắc có lẽ là anh em mình mua quần áo và bộ cho con bé hay sao ta? À, đi theo nó một đoạn đi coi nó nhặt dụng chơi chai sao đó để mình biết như thế nào. Rồi tối em ở đây rồi em ngủ sao, dựa vô đó hay gì hay nằm à, co co? Em nằm em ngủ như vậy nè. Đó, ôi ôi vậy. Ngủ gì đó hả? Rồi mũi đây ít mũi lắm, không phải có đem sắp phèo theo mình à, mình ấy không em ấy đi giết mà mũi kìa, có đốt giết kìa, có dấu quá trời. Đấy. Dạ. Có ấy sắp phèo không? Có ha, chống mũi ha. Dạ. Ôi ôi là đi đâu là cũng ôm cái con nó đi theo hết. Dạ, con là người bạn đồng hành. Dạ, bạn của em. Ừ. Mình ra ngoài nhiều là thấy là em cũng đâu có tệ đâu ha, cũng dễ thương nè, xinh đẹp nè. Có ai như là chọc ghẹo cũng nhiều không? Dạ, ở đây là cũng cũng có người đi đi ngang đường rồi ha, bán số rồi mấy ông rồi đi làm công việc gì đó ha, gán giữ mình nha. Còn Nguyễn không thôi khi chưa chiều gì có thể là điện thoại cho mẹ em Chi để nói giải thích cho bà gặp em Chi rồi cho mẹ mới hiểu. Chắc có lẽ là xem clip à, ông chị nói là sẽ đón clip để xem để coi đính chính lại con bé nó nói như là sai sự thật gì đó để cho con bé nói lên để thôi hiểu lầm gia đình vậy đó ha. Cần giữ ha, chỉ là chỉ có một người đó làm bạn thôi. Rồi sau một tháng mấy, gần hai tháng nay á, em đi lang thang gì nè, rồi có quen được người nào là bạn cốt bạn tốt ở bên ngoài để dạ trợ không giúp cho em ăn uống không? Dạ không, chỉ có là em không dám gần ai hả Chi? Anh thấy cái điểm này lạ nè Chi, tại sao là em không liên lạc với gia đình, không muốn gì mà có một biểu hiện là em không muốn xa con gấu này là như thế nào? Tại em thấy con gấu này với lại thấy người ta bút á ổn nữa, với lại em thấy đẹp quá em lụm về, với lại thích đúng cái màu giống như trang như chị Doraemon. À, vậy là thích mèo ha. Dạ. Giống không? Như là mình là người bạn chị kỹ không? Dạ. Dạ đi nhặt ve chai là gặp cái này người ta quất rồi em nhặt luôn ha. Dạ. Làm bạn luôn. Nhìn rất còn đẹp. Đó, mình quay mình cho cô bác thấy nè, em Chi ở đây hôm qua tới giờ chứ. Cái màn dạ, có em đó, em đang lên chị che nắng. Đi đâu chỉ có cái bao với có bộ đồ, mới mượn được bộ đồ của người bạn hay gì đó, có con gấu nó làm bạn đó. Đó. Thôi bây giờ là cũng có nói lời xin lỗi cũng như là đến mẹ rồi, thì cũng mong rằng là em cố gắng sửa đổi nha. Dạ. Sửa đổi được mấy anh thấy được cái điều đó thì mấy anh có thể là giúp cho em để có được cái nguồn thu nhập từ việc đi bán vé số hay này kia, rồi mướn nhà trọ từ từ mình sống sẽ tốt đẹp hơn nha. Dạ. Bây giờ mình cũng